Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Phong Thủy May Mắn. Việc xây nhà là một trong những việc trọng đại của đời người, vậy nên cần phải tìm hiểu rõ trước khi quyết định làm. Năm 2020 là năm đại cát để làm nhà, tuy nhiên với mỗi tuổi khác nhau thì sẽ có những hướng tốt hay là hướng xấu. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy May Mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn video xem tuổi làm nhà cho người sinh năm 1961 Tân Sửu. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì để xây được nhà hay không thì ta phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2020 canh tí, gia chủ 60 tuổi. Theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu tử, kỵ với con. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang lại tai họa tới con cái ốm đau liên miên khó nuôi dạy nên năm 2020 không thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoang ốc năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Tân Sửu 60 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải lục hoang ốc. Lục ốc tạo ra bất khả thành, gia chủ làm nhà tuổi này cũng bị phạm, khó mà thành đạt trong công việc được, tuổi này không nên làm nhà. Còn xét đến tam tai, người tuổi Tân Sửu cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 220 canh tí, gia chủ 1961 phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất để được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xem vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không, hợp với hướng chuẩn bị xây và các hung của từng năm 2020. Mời quý vị, anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1961 Tân Sửu, nam mệnh thuộc cung Chấn Mộc, nữ mệnh cũng thuộc cung Chấn Mộc. Xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Tân Sửu, cung Chấn xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Chấn Mộc, bốn hướng tốt, đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diêm niên, nam sinh khí. Bốn hướng xấu là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Tân Sửu, nam mạng, xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại Tý, hướng bắc là chính thái tuế, với nhạc tọa Ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ lòng biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải có được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Sửu 1961 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi thì tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ hai ta xét đến đó là hướng nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9. Tô tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch, làm sẽ rất cát. Và cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Tân Sửu 1960
1961, nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hạng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan tiến chức, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn động do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp đến, đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Tân Sửu xây nhà và ở hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn động do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ tư, đó là hướng tây gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát, tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt lành thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Tuổi Tân Sửu nam mạng xây nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh nên không hợp, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho ngày tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tiếp đến, đó là hướng tây bắc gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm canh tí bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Với nam mạng Tân Sửu 1961 xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ bị nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân.
Theo phong thủy chính tông, môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Sửu đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng. Tiếp đến đó là hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa tròn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch, tuổi Tân Sửu nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc, thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Sửu đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tiếp đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ lòng biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chính mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Tân Sửu xây nhà hướng này thì thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng, tháng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Người tuổi Tân Sửu 1961 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý, như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Tân Sửu cung chấn xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, người mệnh chấn mộc, bốn hướng tốt, Đông phục vị, Bắc thiên y, Đông nam diên niên, Nam sinh khí. Bốn hướng xấu đó là Tây Nam họa hại, Tây tuyệt mệnh, Đông Bắc lục sát, Tây Bắc ngũ quỷ. Tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung. Thứ nhất là hướng mắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý, phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Sửu 1961 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn, thổ hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi tại vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp đến là hướng nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi 1961 Tân Sửu nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Tân Sửu xây nhà và ở hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp đến đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020.
Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất là cát. Để được sự tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Tân Sửu, nữ mạng xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tiếp đến đó là hướng Tây Bắc gồm 3 sơn tuất cản hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 bắc bạch tài tinh đáo đến, bắc bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa và xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Với nữ mạng Tân Sửu, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa thì năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Sửu đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ. Thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Sửu nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Sửu đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu 1961. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể.
Tuổi Tân Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là cản. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức để giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Người tuổi Tân Sửu 1961 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, phạm vào họa hại mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Sửu 1961. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy may mắn về thêm tuổi xây nhà cho người sinh năm 1961, năm Canh Tý 2020. Hy vọng rằng với những kiến thức chúng tôi vừa đưa lên sẽ giúp cho các gia chủ tuổi Tân Sửu có những định hướng về việc tu tạo, sửa chữa ngôi nhà của mình. Quý vị hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thân yêu của mình có thể biết được những điều bổ ích này. Và quý khán giả cũng đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo từ Phong Thủy May Mắn về những thông tin, kiến thức tử vi, phong thủy chính tông nhé! Nếu như quý vị cần hỗ trợ gì trong việc làm nhà, động thổ hay là bất kỳ mong muốn gì liên quan đến tâm linh, phong thủy, hãy liên hệ với chương trình qua số hotline của chúng tôi để những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tâm linh, tử vi sẽ cố vấn định hướng cho quý vị. Chúc quý vị đầu xuân năm mới 2020 gặp được nhiều điều bình an, cát lành, may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.